Còn một trải nghiệm nữa là ngay buổi sáng nay, hôm qua là con quay vào trong con xin ngài là để hỏi con xin ngài là thì ngài bảo con là con phải hát một bài hát về Nam Định ấy ạ. Thì con chết rồi, bây giờ không kịp nữa rồi. Thì bây giờ con có thuộc lời hay là có hát thì giọng mình không được hay. Thì con nhờ cô Thu là cho con xin cái lời bài thơ của ngài. Thì đúng là từ trước đến giờ con tập thì kéo đến 1-2 tháng để con mới tự con tập được một bài hát để tự dạ. Nhưng mà hôm nay đúng có độ khoảng 10 phút 15 phút con lúc đầu con không bảo con không kịp. Con ngồi con nghĩ lúc con bảo vậy thì để con cầu xin ngài. Để con cầu xin ngài thì trong một mình con lên trên chỗ bể bơi. Thế là tự nhiên là cứ một loạt là cảm âm các thứ cứ từ trong đầu ra mà con giật mình. Con ngồi con tí con đứng lên và về. Thế là coi như là con xong tiết mục. Con cảm tạ ngài. Tự game rồi nào. Đó, tự game rồi. Đó, ở đấy đang game đang múa đó. Ở đây là thơ của ngài phổ nhạc ha. À. Trong vòng 15 phút sáng nay em nói ngài nói đây đây này. Giờ em thấy lại thôi. Này các con ấy, bên học hát học múa phải nhớ cái chỗ này. Đấy, bạn rất là thành tâm, bạn xin như chưa từng qua. Đấy, học thì trong 15 phút thôi, bình thường là học mất 2 tháng tập xong một bài hát, đây chỉ có 15 phút thôi. Đấy, đấy là trí huệ dạy bảo nhé, đấy là trí huệ xuyên qua con, khai sáng cho con, dạy lô vọng nhé. Đấy, nó nhanh như vậy các con nhỉ, nhưng các con phải biết nương vào Minh Sư Thịnh Quang bên trong, xin ngài dạy cho mình, xin ngài xuyên qua mình để làm việc nọ việc kia các con này, hoặc xin ngài xuyên qua con để hát, dạy con hát thế này. Nhiều khi các con không biết nương vào học một bài hát gọi là mấy tháng trời không thuộc một bài hát, trong này ta biết có mấy bạn luôn, nên được bạn Thúy giao cho học hát những bài hát học mấy tháng trời luôn, cách đây hàng tháng trời rồi bây giờ vẫn chưa thuộc bài hát, trong khi nó bạn con Tuấn Anh đấy chỉ biết quay ở bên trong thôi. Bình thường cũng học tập 2 tháng mới nhuần nhuyễn để thổi một bài sáo, bây giờ chỉ có 15 phút này. Vấn đề là như vậy, các con phải biết nương vào trí huệ của mình, nương vào Minh Sư Thịnh Quang ở bên trong, xin ngài khai sáng cho mình, xin ngài dạy mình việc nọ việc kia, kể cả trong công việc đạo cũng vậy, trong công việc đời cũng như vậy các con nhé. Thật ra đều là Thượng Đế làm xuyên qua các con, nhưng vì các con cứ nhận là các con làm thành ra nó khó, nó mới lâu. Còn các con cứ thả lỏng, buông xả và cầu xin Minh Sư Thịnh Quang bên trong khai sáng dạy bảo và xin ngài làm xuyên qua con, xin ngài giúp con gia trì cho con mọi cái thì tự nhiên rất là nhanh luôn. Dạ con cảm tạ ngài ạ. Không có gì đâu, và chúc mừng con thêm lần nữa. Là bài thơ của ngài mới, cho nên là con cũng mới chỉ kịp gọi là chuyển sang sáo trúc, cho nên là đây là độc nhất vô nhị, nên mong mọi người nghe không nhạc không gì cả, chỉ có tiếng sáo không thôi, mong mọi người